Sàng lọc gen, phát hiện sớm dị tật thai nhi, tin vui cho các bậc phụ huynh sắp làm cha mẹ. Mỹ vừa ghi nhận trường hợp người lây cúm gia cầm H5N1 từ bò sữa bị nhiễm virus. Nhiều biến chứng nguy hiểm khi rối loạn chức năng nuốt nếu không điều trị kịp thời. Kính chào quý vị, Đỗ Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin Alo Doctor hôm nay. Những tin tức y tế nổi bật cùng cảnh báo từ các bác sĩ sẽ được cập nhật đến quý vị ngay bây giờ. Một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, thủy đậu đang có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa. Với tỷ lệ bao phủ tiêm chủng không đạt chỉ tiêu, nhiều địa phương đối diện với nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 90 ca sởi, hơn 3.500 người mắc thủy đậu, đặc biệt hơn 90 trường hợp ho gà. Con số này cao gấp nhiều lần trong vài năm gần đây. Bệnh ho gà năm nay được nhận định có nguy cơ quay lại thành dịch theo chu kỳ 5 năm. Đáng lo ngại, nhiều trẻ mắc khi chưa đến tuổi tiêm vaccine, tức là dưới 2 tháng tuổi. Một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan được xác định do gián đoạn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tác động đến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em trên toàn quốc. Đây là chiếc kim băng dài khoảng 3cm tại miệng thực quản của một bé trai 10 tháng tuổi ở Phú Yên, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh lấy ra. Các bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh cần sát sao trong quá trình chăm sóc trẻ, do trẻ thường cho những vật thể lạ vào miệng, đặc biệt là các đồ vật có kích thước nhỏ. Bên cạnh đó, thì người nhà không nên để trẻ đùa giỡn, quấy khóc trong lúc ăn để tránh trường hợp hóc dị vật. Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 41.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, tương đương cứ 13 phút thì có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra. Với mục tiêu nâng cao chất lượng sàng lọc chẩn đoán sớm các dị tật, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Gen Solution Lab chính thức ký biên bản hợp tác toàn diện. Các thai phụ sau khi xét nghiệm trước sinh không xâm lấn ở tuần thứ 10 thai kỳ có kết quả bất thường về nhiễm sắc thể sẽ được hỗ trợ chi phí thực hiện các xét nghiệm tiếp theo. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính nhưng sau đó siêu âm hoặc trẻ sinh ra có kết quả bất thường thì thai phụ cũng được hỗ trợ. Hai bên cùng phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo liên tục, định kỳ cho các y bác sĩ, cập nhật các công nghệ xét nghiệm gen mới nhất phục vụ trong công tác sàng lọc, khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mỹ vừa ghi nhận một trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người do tiếp xúc với bò sữa được cho là bị nhiễm virus. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, trong đó có Bộ Nông nghiệp Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, cũng như các cơ quan y tế địa phương để điều tra và theo dõi chặt chẽ tình hình. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa xác nhận virus cúm gia cầm đã lây lan trong một trang trại bò sữa ở New Mexico. Như vậy, cho đến nay, cơ quan này ghi nhận dịch cúm xuất hiện tại 11 trang trại bò sữa ở nhiều tiểu bang. Quan ngại hơn là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ cũng ghi nhận một người dương tính với cúm AH5N1. Người này làm việc trong trang trại có bò sữa đã dương tính với chủng virus này. Cúm gia cầm được phát hiện sau khi một số con bò xuất hiện triệu chứng như ăn uống kém và giảm lượng sữa. Khi gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn hay uống nước, nhiều người lại không nhận ra đó là dấu hiệu của một số bệnh lý nên đã bỏ qua. Và khi tình trạng nuốt khó kéo dài sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cũng như là sinh hoạt của người bệnh. Bệnh nhân nữ 66 tuổi này là một điển hình. Sau gần một năm gặp khó khăn trong quá trình ăn uống hàng ngày, sức khỏe bị ảnh hưởng, bà mới quyết định đến bệnh viện để khám và tìm nguyên nhân. Tôi uống nước nó hơi bị sạch đó, với lại ăn nuốt nó hơi khó. Tôi thấy nó rất là khó chịu, tại mình ăn không uống không được, thấy người nó hơi mệt. Cũng lo không biết là cái cổ mình sao đó, thành phải đi khám coi mới biết làm sao để mình điều trị. Dựa vào các giai đoạn của quá trình nuốt, người ta chia ra thành 3 loại chính, đó là khó nuốt ở miệng, khó nuốt ở cổ họng và khó nuốt tại thực quản. Mỗi loại sẽ có những biểu hiện đặc trưng khác nhau. Khi bị rối loạn nuốt, người bệnh sẽ ăn rất lâu và cảm thấy ngại ăn uống, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Các cái triệu chứng mà hay gặp nhất thì có thể là ho sặc trong và sau khi ăn, rồi thay đổi giọng nói, giọng đục, giọng khàn trong và sau khi ăn, rồi thời gian ăn uống kéo dài,
khi ăn thì nước dãi thì bị chảy, rồi không kiểm soát được nước dãi, thức ăn tồn đọng ở trong miệng nhiều. Đó là những cái triệu chứng thường gặp nhất. Rối loạn nuốt tuy không phải là một bệnh lý mà có thể là những dấu hiệu cảnh báo để phát hiện ra những bệnh lý còn đang tiềm ẩn, hoặc đó là di chứng từ một số bệnh đang được điều trị gây ra. Trên lâm sàng chúng tôi thường gặp những bệnh lý như là đột quỵ, chấn thương sọ não, sa sút trí tuệ, bệnh lý Parkinson, hay là ung thư, hay là sau phẫu thuật xạ trị, hóa xạ trị vùng hầu họng. Điều trị rối loạn nuốt là quá trình điều trị rất phức tạp, cần phải áp dụng nhiều phương pháp điều trị trên mỗi người bệnh. Do đó, để việc điều trị mang lại hiệu quả thì cần phải phối hợp đa chuyên ngành. Thời gian điều trị sẽ tùy thuộc vào sức khỏe và sự phối hợp của người bệnh. Trung bình, mỗi bệnh nhân cần khoảng 2-3 tuần để hoàn thiện quá trình nuốt. Nuốt là vấn đề mới trong chăm sóc sức khỏe, nên người bệnh chưa hiểu đúng về vấn đề này. Rối loạn nuốt không chỉ gây khó khăn trong việc ăn uống hàng ngày, mà còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm về sức khỏe cho người bệnh. Rối loạn chức năng nuốt có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào và thường gặp nhiều ở những người lớn tuổi. Khi gặp khó khăn về nuốt, người bệnh sẽ dễ gặp những biến chứng nguy hiểm, đôi khi ảnh hưởng tới tính mạng. Rối loạn nuốt nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Có thể kể đến thứ nhất là hít sặc, viêm phổi do hít sặc, bệnh nhân có thể suy hô hấp dẫn tới tử vong. Ngoài ra nó ảnh hưởng tới cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân, ảnh hưởng tới tâm lý và sau cùng sẽ là giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Rối loạn nuốt là một trong những triệu chứng phổ biến xảy ra sau đột quỵ não và một số bệnh lý về thần kinh và hầu họng. Do tình trạng liệt cơ hầu họng nên gây ra những rối loạn phức tạp, dẫn tới những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị chung cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là bệnh nhân nữ 30 tuổi bị viêm não tủy lan tỏa cấp, viêm phổi, mở khí quản và ăn hoàn toàn qua sông. Thì sau một thời gian thì bây giờ phản xạ nuốt của bệnh nhân đã bắt đầu được hồi phục và chúng tôi đang tiếp tục tiến hành cho bệnh nhân điều trị rối loạn nuốt. Hiện tại bệnh nhân đã có phản xạ nuốt và bệnh nhân đã bắt đầu ăn uống được bằng đường miệng. Khi rối loạn nuốt được điều trị, giúp kiểm soát tốt những biến chứng, tình trạng ăn uống của bệnh nhân được cải thiện sẽ đảm bảo dinh dưỡng và thể lực, giúp cho chương trình phục hồi chức năng của bệnh nhân diễn ra được nhanh chóng và hiệu quả. Điều trị rối loạn nuốt đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược điều trị phục hồi chức năng toàn diện, mang lại sức khỏe và niềm vui cho người bệnh. Qua tổng đài Alo Doctor, chúng tôi nhận được câu hỏi của khán giả. Tôi bị khô khớp, đau khớp. Tôi có nghe nói là ăn những thực phẩm nhiều chất nhờn như đậu bắp, rau mồng tơi sẽ tốt cho những người bị khô khớp như tôi. Không biết như vậy có đúng không? Và ngay sau đây là câu trả lời của bác sĩ. Nhiều người cho rằng là khi mà khớp bị khô, bị thiếu nhờn á, thì nếu mà bổ sung những cái thực phẩm có nhiều chất nhờn như là đậu bắp, mồng tơi hay ốc sên á, thì sẽ giúp cho bổ sung chất nhờn cho khớp. Nhưng điều này thì nó không đúng. Bởi vì khi mà chất nhờn ở trong các cái thực phẩm đó đi vào đường tiêu hóa thì khi mà hấp thu đó thì nó đã bị phân cắt thành các cái thành phần nhỏ, các cái phân tử khác. Và khi mà hấp thu vào trong cơ thể thì nó không thể nào còn là chất nhờn mà đưa vào trong khớp được. Tuy nhiên là các cái loại mà rau xanh như là mồng tơi, đậu bắp thì nó lại có những một số các cái loại vitamin và các cái khoáng chất thì nó lại tốt chung cho khớp chứ không thể nào mà nó bổ sung trực tiếp chất nhờn cho khớp được. Hy vọng chia sẻ vừa rồi của bác sĩ sẽ giúp quý vị có thêm giải pháp cho bệnh khô khớp. Rất mong nhận thêm được nhiều sự quan tâm của quý vị qua tổng đài 1900 96 9600. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.